Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới cô bác anh chị, đó chính là tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, được bề trên thương tình mà ban cho lộc lớn, ăn nên làm ra, tránh họa đắc phúc, tài lộc dồi dào, tiền tài viên mãn. Tổ tiên cho lộc cực lớn. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, đúng tháng 1 âm lịch, đạp trúng hố vàng, đổi đời cực nhanh, giàu có thần tốc. Thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu thân mến, tam tai với tuổi Tân Sửu như một cơn mưa rào, quét trôi hết những may mắn, quét sạch hết những thuận lợi của những gì đã từng thăng hoa, đẩy tuổi 1961 vào cái sự dở dở dang dang, bảo xấu không quá tuyệt vọng, quá xấu, bảo đẹp thì cũng chẳng tương xứng với những công sức của những dự định, những nỗ lực dài kỳ. Rồi đến chớm 2024, nhiều con đường mới bắt đầu mở ra, mở mang lại nhiều thành tựu cho bản mệnh. Mưa đang ngớt trong thế giới riêng của tuổi Tân Sửu, vận hạn đang nhạt dần trong giai đoạn chuyển cảnh sang trang. Minh Đường Tử Vi chưa từng can thiệp va u quá khứ của tuổi Tân Sửu, nhưng trong tương lai thì Tân Sửu sẽ chịu đựng cái số phận bị chèn ép đến giờ này là đã quá đủ rồi. Giàu sang hạnh phúc và an yên mới là những thứ bản mệnh đáng được sở hữu, bị kìm hãm bấy lâu nay. Quý cô bác vẫn ổn cả chứ? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi hóa giải vận mệnh ngay tại video này nhé! Tuổi Tân Sửu là sự kết hợp khá diệu kỳ của sự mâu thuẫn giữa tính cách xảo quyệt nhanh trí của những chú trâu còn làm việc tỉ mỉ thận trọng. Họ thường sử dụng trực giác để dự đoán cách ứng xử một cách khôn khéo, tránh gây mâu thuẫn trong các cuộc đối thoại với mục đích đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, không phải là người có tính hài hước bẩm sinh, nhưng họ cũng có tài ăn nói, có thể tạo nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Với tinh thần luôn hướng về phía trước, họ luôn cố gắng duy trì lối suy nghĩ tích cực để đảm bảo rằng bản thân không thể bị suy sụp vì bất cứ điều gì. Với tính cách của tuổi Tân Sửu, họ thường ưu thế hơn người khác, vì dù bất cứ làm công việc gì đều mong được trả lương cao, bước tới đỉnh cao của danh vọng. Đó là điều lý do mà họ tập trung hầu hết thời gian để nỗ lực đạt được thành công. Người tuổi Tân Sửu nếu quá tham vọng, họ hay ghen tị với thành công của người khác, thậm chí những người này không ngại dùng biện pháp bạo lực để hạ bệ đối phương. Những người tuổi Tân Sửu là người đặc biệt có khả năng lãnh đạo và thường trở thành trưởng nhóm. Ngay cả khi cả nhóm không cần tới người đứng đầu, họ cũng có thể xuất hiện trước công chúng và nổi bật trong vai trò là một nhà diễn thuyết đầy tài năng. Đàn ông tuổi Tân Sửu có lòng tự tôn rất cao, họ có thể chọn cách sống độc thân hoặc tìm kiếm niềm vui bên bạn bè, gia đình mà không hề chú ý đến chuyện tình cảm hay xây dựng gia đình chỉ vì từng vấp ngã thất bại trong tình cảm. Trong tình yêu, phụ nữ tuổi Tân Sửu là những người rất bao dung rộng lượng, họ biết cách đặt vị trí của mình và vị trí của người khác để thông cảm và tha thứ cho những sai lầm của người yêu. Người bạn đời, phản bội là điều kinh khủng nhất đối với phụ nữ, nếu đối phương có người thứ ba, họ sẽ lập tức chia tay mà không hề do dự hay hối tiếc. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, trong tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nói rằng, sự xuất hiện của Thái Dương đem đến cho tuổi Tân Sửu ánh nắng ấm áp và sưởi ấm năm mới, giúp quý cô bác tràn đầy hứng khởi và đón nhận nhiều cát tinh về nhà theo nguyệt lệnh lâm dưỡng, nên tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể tự tin vào vận trình của mình. Tháng này là tháng cải thiện địa vị của cải và quyền lực, điều này có thể tác động tích cực đến việc quý cô bác đang kinh doanh, tự kinh doanh hay những người đang đi làm. Năng lượng của quý cô bác dồi dào, tràn đầy sinh lực và không cảm thấy mỏi mệt,
Tuổi Tân Sửu đón năm mới bằng tinh thần vui vẻ và hân hoan, vẻ mặt rạng rỡ cùng nụ cười trên môi, đầu xuôi đuôi lọt. Tháng 1 âm hứa hẹn đem tới khởi đầu hoàn hảo cho bạn. Sức chịu đựng khó khăn và tinh thần ngoan cường của con giáp này cũng tăng lên khá nhanh. Nên cô bác không sợ thử thách để với mình, mọi khó khăn đều là bàn đạp giúp quý cô bác thành công nhanh hơn mà thôi. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 1 năm 2024 của tuổi Tân Sửu âm lịch cho biết, người tuổi Tân Sửu cảm thấy muốn chút bỏ gánh nặng và giải tỏa mọi áp lực ngay lập tức. Không, công việc vất vả trong năm qua khiến cô bác cảm thấy khá mệt mỏi và có chút thiếu kiên nhẫn. Xét về mặt công việc thì bây giờ là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một công việc mới, bởi lâu nay quý cô bác không thể ngồi yên và đã có cảm giác thôi thúc từ lâu. Bây giờ là lúc quý cô bác có thể mạnh dạn tìm việc, có cơ hội tìm được một vị trí phù hợp với mình, có thể tìm được một công việc ưng ý và hạnh phúc như cá gặp nước. Tuổi Tân Sửu sẵn sàng giải quyết các vấn đề và có thể lần lượt tạo ra bước đột phá. Tuy nhiên, trong quá trình đó cô bác sẽ cảm thấy xung quanh dường như không có ai giúp đỡ, hỗ trợ bạn. Cô bác có thể như đang chiến đấu một mình, nhưng không sao cả, không mang nợ ơn của ai, thì sau này quý cô bác đỡ phải trả nợ, cứ độc lập và kiên cường chiến đấu. Đầu năm, công việc có phần khá mệt mỏi, nhưng ông trời có mắt, người có công thì trời không phụ. Cô bác tự tay giải quyết mọi việc, quý nhân sẽ dần dần xuất hiện để giúp đỡ bạn. Đồng thời cô bác cũng sẽ được nhiều kinh nghiệm từ họ và dần dần trưởng thành hơn. Tháng mới không ai ăn hiếp và chèn ép được quý cô bác trong công việc nữa. Về phương diện tài lộc, tuổi Tân Sửu tháng này kiếm tiền nhờ nguyệt lệnh lâm dưỡng. Nhiều người cứ tưởng ra đã mất làm ăn tốt, nhưng sang tháng này lại bất ngờ nhận được mối làm ăn lớn và có tiền về túi đều đều. Thu nhập của quý cô bác tăng trong tháng Tết này khá rủng rỉnh và không phải lo nghĩ nhiều, ít nhất cũng đủ lo cho bản thân và biếu cho gia đình. Không phải ngửa tay vay mượn tiền của người khác, một năm qua quý cô bác đã vất vả chắt bóp và đây chính là lúc quý cô bác được hưởng thụ. Đặc biệt, đối với những người làm việc hoặc làm việc theo chế độ trả lương trong giờ, trong tháng này sẽ có cơ hội tăng cường thêm giờ và có thể nhận được mức lương tăng ca đáng kể. Chỉ cần quý cô bác làm việc chăm chỉ, tài chính của cô bác sẽ không thua kém bất kỳ con giáp nào trong năm mới. Đầu năm hơi tốn tiền quà cáp, lễ chùa, sắm sửa, biếu xén. Nhưng tuổi Tân Sửu không tính toán thiệt hơn, cô bác nên quan niệm cho đi sẽ nhận lại, nên không suy nghĩ nhiều, nhờ phước phần của bản thân nên lộc lá cũng được mở rộng hẳn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch cho thấy nam mệnh vượng duyên hơn nữ mệnh, nên nếu tuổi nam Tân Sửu mạnh dạn tỏ tình với người mà mình thích thì tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Tết có người cùng vai sát cánh với mình, chỉ cần quý cô bác sẵn sàng dành thời gian để gặp gỡ những người bạn mới, cô bác sẽ dễ dàng thu hút được người mà quý cô bác có thể trò chuyện và sự phát triển tình cảm của bạn sẽ tiến triển nhanh chóng. Nữ tuổi Tân Sửu đôi khi hơi nóng tính và cảm thấy khó chịu trong người, nên thường xuyên tỏ thái độ không mấy vui vẻ với chồng con, cha mẹ, khiến gia đình căng thẳng. Mọi người đang rất nhẫn nhịn và cảm thông cho bạn trong mọi khó khăn mà quý cô bác đang gặp phải. Cô bác hãy hiểu cho họ, con giáp này sẽ nghe thấy những tin đồn phong phanh không mới tốt đẹp về bản thân mình. Nhưng cô bác cũng không mới quan tâm và cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tân Sửu tâm niệm ai nói người ấy chịu nghiệp, mình cứ nhẫn nhịn cho nhà cửa bản thân được êm ấm. Về phương diện sức khỏe, đầu năm đi chúc Tết nhớ hạn chế bia rượu và nói không với say xỉn. Nếu quý cô bác là người điều khiển phương tiện giao thông, bên cạnh đó, cô bác cũng nên thương xót cho dạ dày của bản thân. Đừng nạp nhiều đồ chiên rán và ăn thêm nhiều rau củ quả. Sự may mắn về tài lộc sẽ bị ảnh hưởng bởi sức khỏe. Nếu quá ham muốn thành công mà bỏ bê cơ thể, cô bác sẽ mất nhiều hơn được. Tân Sửu làm gì cũng nên nghĩ cho sức khỏe của mình đầu tiên, đừng chủ quan. Đầu năm các bệnh cũ của quý cô bác năm ngoái rất dễ phát tác. Do ăn ngủ không điều độ nên không được lơ là, có bệnh thì nên đi khám càng sớm càng tốt, càng để lâu càng tốn tiền điều trị. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết cho từng tuần của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, trong tháng 1 âm lịch và hóa giải hung cát. Tử vi tuần 1, tuổi Tân Sửu, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đây là khoảng thời gian hung cát đan xen với những người tuổi Tân Sửu. Tuần đầu quý cô bác phải trải qua khá nhiều khó khăn do cấp trên gây khó dễ. Đến cuối tuần mọi việc mới có dấu hiệu hòa hoãn hơn, tình hình tài chính có khởi sắc vào đầu tuần, nhưng sau đó không có quá nhiều biến động. Vì thế nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng hoặc mở rộng thị trường, cô bác nên tiến hành vào khoảng thời gian này sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Về phương diện tình cảm khá ảm đạm, khi quý cô bác và nửa kia vẫn dành phần lớn thời gian để cãi vã và bất đồng ý kiến.
Cả hai đều quá cứng đầu, luôn tìm cách hạ thấp quan điểm của người kia, nên vấn đề khó có thể được giải quyết trong một sớm một chiều. Tuần này, cô bác nên cẩn thận có công việc xuất hành xa, như đi về quê, công tác, du lịch. Trước khi rời nhà, cô bác nên đi theo hướng tốt, hoặc vào giờ hoàng đạo, để gặp nhiều may mắn. Lưu ý, chú ý an toàn giao thông, để tránh sự cố đáng tiếc. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao và tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu, con số may mắn, nam 7, 08, 60 và 71, nữ 8, 24, 57 và 94. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Sửu, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Tân Sửu gặp khá nhiều khó khăn vào khoảng thời gian tuần đầu, nhưng đến tuần cuối thì khởi sắc hơn. Thời điểm này, quý cô bác cần giữ vững chính kiến của mình. Chớ tin theo lời bàn gia tán vào, hãy nhớ kiên định ý tưởng, rồi quý cô bác sẽ chứng minh được bản thân. Chuyện làm ăn kinh doanh đến cuối tuần mới có đồng ra đồng vào. Điều đó chứng tỏ giữa tuần quý cô bác sẽ phải khá vất vả và cố gắng không ngừng nghỉ. Hãy tìm ra lợi thế của mình để cạnh tranh với đối thủ, đừng để bản thân bị cuốn theo. Về phương diện tình cảm cũng khá ảm đạm, mối quan hệ giữa cô bác và người ấy ngày một xa cách hơn, không ai còn muốn tâm sự với ai nữa. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, kẻ thứ ba rất dễ chen chân và giành lấy những gì quý cô bác đang có. Với người độc thân, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Tuy nhiên, cô bác không nên quá vội vã đến với bất cứ ai, hãy bình tĩnh quan sát và để tìm hiểu nhận ra ai thực sự phù hợp với mình. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tý, con số may mắn, nam 4, 03, 37 và 86, nữ 2, 60, 21 và 59. Tử vi tuần 3, tuổi Tân Sửu, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Tân Sửu cần chú ý đến cách ứng xử của mình trong công việc. Quý cô bác trở nên kiêu ngạo quá vì thành công của mình. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn và tôn trọng mọi người. Chớ nên để kẻ tiểu nhân ngứa mắt kẻo bị hãm hại. Tình hình tài chính phát triển thuận lợi nhất. Vào gần cuối tuần, quý cô bác có thể tranh thủ tiến hành các kế hoạch đã đặt ra từ trước. Vào thời điểm này ắt sẽ thấy thuận lợi hơn hẳn. Người làm kinh tế sẽ nắm được mọi xu thế so với đối thủ, khiến tiền đổ ào ào vào túi. Sao tử vi cũng mang thêm nhiều may mắn cho người tuổi này. Thách thức xuất hiện nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để quý cô bác rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng. Người càng trẻ tuổi đừng quá lo lắng, chỉ cần cô bác bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Về phương diện tình cảm có nhiều dấu hiệu tích cực, đào hoa nở rộ vào thời điểm giữa tuần cho thấy quý cô bác sẽ nhận được lời bày tỏ của người khác. Nếu đó là người quý cô bác có thiện cảm thì hãy cho đôi bên tìm hiểu nhau kỹ hơn nhé. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất, con số may mắn, nam 4, 14, 52 và 06, nữ 2, 65, 21 và 48. Tử vi tuần 4, tuổi Tân Sửu, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuần mới mở đầu một cách khá suôn sẻ với người tuổi Tân Sửu, cô bác nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, nên việc khó cũng tiến triển suôn sẻ. Ngoài ra, cô bác còn được người trước đây truyền dạy cho nhiều kiến thức hữu ích. Tình hình tài chính khá hanh thông vào khoảng thời gian cuối tuần, quý cô bác giữ chữ tín nên chinh phục được lòng tin của nhiều đối tượng khách hàng. Càng ngày cô bác càng có thể mở rộng được quy mô làm ăn của mình, khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Đại hao là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này. Vì thế, hãy có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này hoặc người khác. Phương diện tình cảm có khá nhiều điểm sáng, vợ chồng cô bác đã hóa giải được những hiểu lầm trước đó. Vì thế, mà mối quan hệ đã hài hòa như xưa, trải qua khó khăn thử thách hai người lại càng trân trọng nhau nhiều hơn. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 1 đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, sửu, dậu, thân, con số may mắn, nam 1, 51, 40 và 19, nữ 5, 11, 78 và 63. Thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu 1961 thân mến,
cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Tân Sửu nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Tân Sửu. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Tân Sửu nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh dữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Tân Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Bính Thân 1956, khá, Canh Tý 1960, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Mậu Tý 1948, khá, Ất Tỵ 1965, khá, Mậu Thân 1968, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Tân Dậu 1981, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Tân Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Dậu 1945, xấu, Giáp Thân 1944, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Quý Sửu 1973, xấu, Quý Mão 1963, xấu, Mậu Thìn 1988, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Canh Thìn 2000, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu, Ất Mùi 1955, xấu. Bản mệnh tuổi Tân Sửu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ sau giao thừa đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống. Đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Quý vị thân mến,
Trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé? Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt. Tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử có câu, biết đủ không nhục, biết dừng không thua, có thể dài lâu. Thế nhưng thế giới này lại quá vội vã, hối thúc ta sống tham lam muốn có nhiều hơn nữa, quên cả việc soi xét lại hành vi của chính mình. Nhưng nên hiểu rằng khả năng biết dừng là thể hiện sự trí tuệ, vì đó không phải là đứng yên một chỗ không muốn vươn lên, mà là phải biết nhìn xa, biết lúc nào nên tấn công, lúc nào nên phòng thủ, khi đó ta mới thấy đường cùng thì biết dừng lại và tìm hướng đi mới. Câu chuyện về cổ nhân biết dừng đúng lúc, chuyện kể lại rằng Mã Dung khi đang định thực hiện việc viết ghi chú cho cuốn sách Tả Thị Xuân Thu, ông đã biết được Cổ Quỳ và Trịnh Chúng đã từng làm việc này. Ông cẩn thận tìm lại để đọc bản ghi chú của họ và nghiền ngẫm những lời chú thích đầy tâm đắc trong đó. Sau khi đọc lại cẩn thận, ông nhận thấy mình không thích hợp với việc viết ghi chú cho cuốn Tả Thị Xuân Thu nữa. Mọi người khá bất ngờ vì biết rằng nếu ông chỉ cho vài lời bình thì uy tín của ông cũng có cơ hội được nâng lên nhiều bậc. Mã Dung giải thích lý do về hành động của mình, lời nhận xét của Cổ Quỷ quá sâu sắc nhưng tính bao quát còn yếu, còn Trịnh Chúng thì nhìn quá toàn diện nhưng lại không được thâm sâu. Nếu muốn viết một bản với nội dung uyên thâm và bao quát, trình độ cá nhân tôi không đủ, làm sao có thể vượt qua họ đây? Vậy là ông đã bỏ qua ý nghĩ muốn viết ghi chú cho cuốn sách Tả Thị Xuân Thu. Sau này, Mã Dung đã chọn viết ghi chú cho hai cuốn sách Tam Truyện Dị Đồng Thuyết và Hiếu Kinh, kết quả là ông đã đạt được thành tựu nổi bật. Mã Dung vì biết dừng lại nên mới có tinh lực để làm việc khác có ý nghĩa hơn và đạt được thành công thuộc về chính mình. Hành động từ bỏ của Mã Dung cũng đòi hỏi ông không chỉ cần có dũng khí và sự sáng suốt mà còn cần đến trí tuệ và tầm nhìn xa. Thực tế là nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn, vì chỉ khi chọn đúng thì nỗ lực của bạn mới đáng giá, còn nỗ lực sai chỗ thì phí hoài thời gian, công sức,
lại còn bị chê là kẻ khờ vì được khuyên sống hết mình, theo đuổi đam mê đến cùng mà ta hiểu nhầm, đã quên mất rằng có những lúc cần biết dừng lại. Đúng là ý chí tiến thủ là bản lĩnh mà một người phải có để đạt được thành công, thế nhưng biết nói không đúng lúc cũng là cách để đảm bảo, là bảo hiểm cho thành công. Chúng ta không biết lúc nào là nên dừng đúng lúc vì ít có lời chỉ dẫn cụ thể, thay vào đó ta thường được khuyên là hãy giành lấy nó, nên nhiều người đã phải trả giá cho việc này. Vì thực tế, trong cuộc sống sinh hoạt, người hiểu được biết dừng lại không có nhiều. Có một số người còn tranh giành với người khác, ví dụ như họ muốn giành được giải thưởng bằng cách bất chính, giành người yêu, giành vợ chồng của người khác. Họ tưởng rằng bản thân đang làm một việc rất đúng đắn, là cứ cố giành lấy cái mình muốn, vì không biết buông tha, không hiểu được mọi việc đều nên có chừng có mực. Họ đã tự hủy hoại cuộc sống mình, chỉ đến khi dừng lại họ mới biết bản thân đã phí hoài thời gian, công sức, tuổi trẻ cho những gì gọi là hư vô. Hay như trong việc đầu tư kinh doanh, kẻ khôn ngoan nhất là kẻ biết vào và ra đúng lúc, chứ không phải người cố sống, cố chết với quyết định của mình. Cách sống giàu tính sáng tạo của đời người không phải là chạy cật lực không ngừng nghỉ, mà trên con đường ấy có đi có nghỉ, sẽ có người nói giá như họ biết dừng để dành thời gian nghỉ ngơi. Không để bệnh tật cướp đi mạng sống, sẽ có người nói giá như họ biết dừng để được ở bên gia đình, không bị kẻ khác cướp đi hạnh phúc, sẽ có người nói giá như họ biết dừng để không đuổi theo danh lợi, xa ngã rồi lại ngồi tù, bỏ lại cuộc sống hối hả ngoài kia. Biết dừng lại là một loại trí tuệ, một người có thể thành công, an toàn và hạnh phúc chỉ khi biết dừng lại, khi làm mọi thứ, cuộc sống này trong từng thời điểm luôn cần phải có điểm dừng. Thế nhưng với một người chưa từng nghĩ tới điều này sẽ cảm thấy điều ấy vô cùng khó khăn vì họ khó tập trung. Ngay lúc này bạn có thể bắt đầu bằng việc dừng lại một số việc cụ thể như sau. Xem như là cách để tập luyện, dừng lại lòng oán hận. Mỗi ngày có vô số người làm phật lòng ta, nếu ta cứ oán hận tất thảy hết họ thì trong lòng toàn giác bất an, vì thế hãy dừng lại hết oán hận, thay vào đó ta đối đãi với tất cả mọi người bằng thiện tâm, với những chuyện to thì từ nay ta xin hóa nhỏ, với chuyện nhỏ xem như không có gì. Xin dừng lại oán hận để ngày nào cũng là một ngày vui sống, hãy nghe thêm lời Phật dạy về hận thù, hiểu được rồi sẽ trút bỏ mọi gánh nặng ngàn đời. Dừng lại sự keo kiệt, đừng tiêu xài hoang phí, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là keo kiệt với bản thân mình. Bạn có thể để dành một phần tiền để mua sắm thứ mình thích, đầu tư cho sức khỏe, trí tuệ, vì khi đó bạn đã tự nâng cấp bản thân, rồi bạn lại kiếm được tiền nhiều hơn. Hãy dùng sự thiện lương của mình đúng lúc bằng việc bố thí những người có hoàn cảnh khó khăn, đừng keo kiệt tính toán thiệt hơn mà mất đi phúc đức của mình. Phật dạy, người biết tiêu tiền là người biết bố thí, cúng dường, và lại, bố thí, cúng dường có thể đem lại rất nhiều phước đức cho hiện tại và mai sau, vậy nên, có tiền bạn đừng sống keo kiệt. Dừng lại sự ôm đồm, ta vẫn thường nhân danh tình thương mà bao bọc con cái quá, thậm chí sống hộ cuộc đời của họ, hoặc muốn chúng sống hộ cuộc đời của mình, dù ở lứa tuổi nào, ta cũng nên cho chúng sự độc lập để ta còn được tranh thủ thời gian hưởng thụ cuộc sống. Đừng vì con cháu mà làm việc quá sức, làm cố quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe. Nên nhớ, muốn yêu thương người khác, trước hết phải tự yêu thương chính mình. Hơn nữa, trên cuộc đời này người có thể yêu thương mình nhất chính là mình. Dừng lại nỗi hờn giận, trong cuộc đời ai cũng có thể phải gặp những chuyện khó khăn hay không vừa ý. Đừng nên vì thế giận cá chém thớt, hãy cho cơn tức giận qua đi thật nhanh. Vì nếu nó còn dồn ứ, từ đó sẽ sinh bệnh, gặp phải những sự việc khiến ta tức giận, hãy buông xả để khai thông nó, hãy tĩnh tâm nhìn lại, như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn. Nội tâm sẽ yên bình trở lại, chỉ cần bạn có ý thức về việc dừng lại trong mỗi việc đang diễn ra trong cuộc sống, bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc đong đầy. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.